một trong những cái điều đặc biệt của thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi buổi sáng mà cái việc đưa con đến trường và đi bộ một cái đoạn đường và băng qua đường thì đối với tôi đó là một điều mà tôi cực kỳ lo lắng. Việc triển khai các cái dự án đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh là một việc làm theo tôi nghĩ là cực kỳ quan trọng và rất là thiết thực. Dự án cái sáng kiến về cái an toàn giao thông đường bộ toàn cầu đó, dự án này thì chúng tôi thấy nó có ba cái hợp phần chính. Một đó là cái hợp phần về cái truyền thông công cộng, cái thứ hai đó là cái hợp phần về cưỡng chế, và cái thứ ba cái hợp phần về hạ tầng giao thông và cái giám sát dữ liệu. Trong thời gian vừa qua thì thành phố cũng đã tiến hành thực hiện nhiều cải tạo về hạ tầng nhằm tăng cường cái tính an toàn cho người bộ hành khi tham gia giao thông trên địa bàn thành phố. Sau khi triển khai các cái giải pháp, những cái khuyến nghị này thì chúng tôi đánh giá là cái mức độ về an toàn giao thông đối với các cái đối tượng về người bộ hành trên địa bàn thành phố nó tốt hơn. Và cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông của thành phố đã có sự thay đổi tích cực về tư duy, nhận thức trong công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều cái lớp tập huấn cho lực lượng cảnh sát giao thông của thành phố và các cái hội thảo nhằm để nâng cao cái năng lực của lực lượng cảnh sát giao thông thành phố về các nội dung khác nhau như là công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về nồng độ cồn, về vi phạm về tốc độ, không thắt dây an toàn, đã góp phần mang lại hiệu quả cao hơn và an toàn hơn. Các cái chiến dịch truyền thông rất là quan trọng đối với chiến lược tổng thể về an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Hãy tuân thủ tốc độ quy định. Đến năm 2020 được kéo giảm 768 vụ. Số người chết trong năm thì được kéo giảm 133 người và người bị thương thì được kéo giảm 1.262 người. Có thể nói trong cái thành tích đáng kể ở trên đã có ít nhiều sự đóng góp từ cái kết quả của dự án sáng kiến về an toàn giao thông đường bộ toàn cầu này. Trước đây thì tôi gặp khá nhiều khó khăn trong cái việc mà đưa con đi sang đường vì mật độ giao lưu thông ở trên đường khá là đông. Tuy nhiên thì sau khi thành phố triển khai những cái chương trình thì người tham gia phương tiện giao thông đã chủ động hơn trong cái việc nhường đường cho người đi bộ và tôi cảm thấy là an tâm hơn khi đưa con đi bộ đến trường. Dù là những cái thay đổi rất nhỏ thôi nhưng mà nếu chúng ta đi làm đúng cách và đi đúng hướng thì sẽ mang lại được những cái thay đổi rất lớn và tích cực hơn.